Hello, sắp chào em nha, chào quay trở lại với channel mình ngay từ đường phố đấy mọi người nha. Chào anh em game hàng tạo chiến nha, từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chưa vào video cho anh em xem video, vẻ đầu video như xem like và một subscriber cũng chờ đầu phát triển nha các anh em rất là nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, hiện tại là gần 6 giờ tối rồi anh em. Không biết là nó lỗi sự kiện hay là như thế nào không biết, hiện tại tôi chưa có một câu trả lời hay một cái vấn đề gì đến từ nhà phát hành thông báo, không biết thì có không thì tôi chưa ghé fanpage. Thế nhưng hiện tại thì tính năng vực thẳm mặc dù mới được thông báo nhưng mà tôi vẫn chuyển lần theo ba xu à, tôi vẫn chưa thấy đâu đâu anh em. Trời đất ơi, đang đi bảo về như thông báo bạn từ video chiều rồi bảo tối về tôi sẽ làm clip vượt vực thẳm quay anh em coi. Và giờ cái kết anh em không biết đâu, nó phải nối không thì không biết, từ tôi quay vòng quay xong chúng ta sẽ ghé fanpage anh em nhé, chứ qua fanpage vòng xem tình hình thế nào. Mùa này đã xong sự kiện vòng quay rồi anh em đó, mùa này quẩy phát là full luôn sự kiện xu vòng quay anh em. Khá là man nhãn, rất là fail. Ok bạn, xong sự kiện xu vòng quay nhá. Ok, cái fanpage là anh em xem nào, chúng ta có vào game được, đã quên có mở thông báo gì mới không. Anh em vẫn là thông báo vực thẳm đã mở vào ngày hôm nay, thế nhưng mà hiện tại thì tôi vẫn chưa ấy rồi anh em. Có anh em nào bị chúng tôi không? Không có anh em nào bị chúng tôi à? Đây quả cốt không nói nhiều anh em nha, không điểm qua lại đâu. Nói này chỉ cập nhật một vấn đề về nối ấy thôi anh em. Bên group có thông báo gì không? Putin bể bơi E5 đồ ngon đấy. Ơ kìa, mấy ông nàn vào được luôn rồi ạ. Ô kìa, đỉnh thế. Pun luôn rồi ạ, ô kìa. Ô kìa, mấy anh em đánh được kìa, tôi cũng đâu vào đâu, có mấy bạn, đây, từ từ từ. Nhưng mà nhớ, nhìn tôi vào đồng ý nữa. Sao tôi không thích sự kiện này, đây này, xem bình luận coi. Chỗ lưng ai bu mảnh. Ok, 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 ok. Ok các bạn, tôi biết nó ở đâu rồi. Giỡn chơi hoài bạn ơi. Rồi ok các bạn, tưởng lối mà không phải, tưởng lối nhưng mà không phải anh em nha, không phải nối vực thẳm đâu các bạn. Ok, nhưng mà vực thẳm thì vào đây từ vậy, trước mắt chúng ta quẩy vực thẳm thì chúng ta sẽ lượn qua chơi sự kiện một xíu anh em nha. Ok, chưa vòng quay thì cũng đã xong, chúng ta tiến thám hiểm One Piece. Tôi thì vẫn muốn đi tầng kia anh em, nhưng mà đang mà lấy ít gỗ về xem tình hình như thế nào anh em. Chúng ta sẽ đi đến 30 bên này. Đấy luôn bên này anh em, nếu tuyển R2 cũng được. Tôi úp anh Sanji lên trước cũng được mà, vì đằng nào Sanji tôi úp mà. 8, 9, 10. 11, 12. 14, 15, 16, 17, 18, 90. Hiện tại có 30 anh em. Bên kia tôi vừa đi 5 để lấy thêm ít xu hồng quay, bạn vừa thấy đó. Vì Manpool sự kiện. Chúng ta biết nhiều một sự mà này sự kiện là mình quẩy pool được ấy rồi anh em. Giờ sẽ cố gắng đi kiếm thêm ít tướng Buggy hoặc là Bullet anh em. Đó. Tiêu tiếp theo của cái sự kiện trong ngày nữa anh em. Rồi. Chúng ta hôm nay là lượm thêm ít được gỗ rồi anh em. 250 450 không biết đủ lâng không. Tôi sẽ test thử anh em. 800 các bạn. Ừ, như đùa nhau anh em. 360. Mắt trôn anh em. Đúng là chỉ có thể nhà phát hành nghĩ ra được mấy cái trò tiêu xảo vậy thôi anh em. Nhìn khó chịu thật sự. Sự kiện nào? Chúng ta có kim tự tháp One Piece, một trong những sự kiện đáng để chú ý anh em nhé. Ở đây có phần tướng thường này, anh em cố gắng reset ra những tướng các bạn ưng ý và lấy về. Rồi ok, bút ghi cũng được các bạn. Tầm này bút ghi mới cả bullet là lấy hết các bạn nhé. Bút ghi này. Ok các bạn tạm ơi, xem hôm nay có nhân phẩm không? Ngon lành rồi anh em. Chứ mắt biết chứ biết nào, nhưng mà ra được bút ghi là ngon rồi. Hai bút ghi đồng hoàng anh em. Tôi bỏ đi anh em. Chúng ta có sự kiện shop giải ải các bạn, ở đây shop giải ải thì anh em có thể đổi dương may mắn tướng bút đinh và anh em có cơ hội kiếm thêm xu vòng quay để tích cho sự kiện lần sau, thế thôi. Chúng ta được 110 rồi anh em. Bung nào, 100 xu đã. Ok, em bảo là mình tưởng nối việc tự sự kiện mà không phải anh em, mày thế. Ok các bạn, rồi
lượng quà nào, 5 thùng bia tôi bỏ đi nhé. Vấn đề về sự kiện này chắc là tôi sẽ quẩy ở video sau, quẩy thêm anh em. Bây giờ chúng ta sẽ đi mở qua form để xem có nhân phẩm gì cho ngày hôm nay không anh em. Có thể mở ra thêm được vài tướng gì chúng ta đang cần không ạ? Ví dụ như một vài tướng mới, quên bút đinh, quên lộn, sorry, bút đinh cũng được anh em. Tầm này mở ra bút đinh cũng là một điều rất là tuyệt vời nhé. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi anh em, mở ra được nó câu chuyện lại hoàn toàn khác các bạn. Thực tế nó là vậy mà. Mình cũng thử hiểu các bạn làm alo full rồi. Chạy qua sự kiện anh em, hiện tại thì chúng ta có được hai tướng ấy này. Thêm được một anh ba Sanji hắc ẩn nữa các bạn. Rồi ok. Tướng nào? Bền bỉ. Bullet hiện tại mới lên được E1. Dragon Buggy thì hôm nay lên được E2 anh em. Nhân phẩm hơn chút thì lên được E2. Bút ghi thì mình mới lên được E2 anh em. Sanji Vinsmoke đang E3 các bạn. Có lên được E4 không? Ồ ngon anh em. Thế là tuyệt vời rồi. Không có gì để bàn cái nữa các bạn. Thật sự tầm này không có gì vui bằng sự kiện này anh em. Đó. Anh Sanji gần nhà tôi đã lên được ấy rồi anh em. E4 rồi. Khoảng cách đi đỉnh nữa thì không xa anh em. Thế đi phang thùng bia tiếp các bạn. Định bảo thôi nhưng mà thôi phang luôn anh em. Gặp nào. Ngon ngon vớt một hai anh nữa thì tuyệt vời anh em. Trên cả tuyệt vời. Mùa này quẩy bùn thì chắc là cũng hơi căng đấy các bạn. Thật sự mùa này mà để vào quẩy bùn sự kiện thì chắc là hơi căng. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng anh em. Đặc biệt là lấy thêm tướng ấy là bên kia cũng được. Cái mùa vừa rồi sự kiện Big Mom ấy, mình lấy cái bảo vật đen quá anh em, hết 600 rồi hết bảo vật luôn, chứ không là tính ra lấy được thêm một tướng Sanji đấy rồi anh em, một tướng Sanji, một tướng ấy ở bên hai bên cái góp nào. Nhưng mà mùa vừa rồi tôi đập đen quá, hết đúng 100 cái anh em, 100 cái quên, hết 600 nón mới lấy được cái bảo vật về, cày rá man. Ok tới nào. Rồi lượm qua thêm 7 lần tăng đi nè. 8 điểm 1p và thế còn 10 lần nữa thôi anh em, là lại đến đỉnh rồi, lại thêm 2k kim cương nữa anh em nha. 39 40 ok bạn, ngon lành. Thêm 10 thùng bia nữa. Sự kiện chúng ta đổi thêm được ít đồ đây thôi, chắc là tôi cũng chả đổi đâu anh em, tính sau cái đấy, gom gom mấy đứa đổi thêm sau chưa làm gì hết. Thôi rồi anh em, giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với vực thẳm. Đây thì vực thẳm đây anh em nhé, các bạn vào đây, sau đó thì anh em vào khu vực vực thẳm, sự kiện vực thẳm đây anh em. Ồ bữa nay thì vực thẳm có quy định được đánh kìa, chiến thắng mà có Romugi và Sanji Vinsmoke trong đội, chiến thắng lại cần có một tướng 10 sao trong đội hình. Cày á, cày đó anh em, hồi đùa đâu. Ok các bạn. Lại còn Sanji Vin sợ quên, lại còn Sanji Vin Smoke nữa cơ anh em, Vin Smoke Sanji. Ôi rồi, bây giờ còn hai con chơi Sanji Vin Smoke nữa anh em. Vin Smoke Sanji. Thế nên Vin Smoke hình như là ở bên này đúng anh em nhỉ? Không biết tôi còn giữ nữa không hay là lại hủy hết rồi nữa các bạn. Kéo qua nào. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì Vin Smoke ở đây anh em. Ngay sau rách đây này. Ồ, sau lo luôn luôn à. Đúng rồi, gần cuối anh em, gần cuối. Ok à. Ôi rồi đấy, vừa mới ải đầu thôi anh em đã thấy toang rồi. Mùa này nghe chừng hơi căng đấy anh em, nghe chừng lại có sự nhúng tay còn từ nhà phát hành vào trong đây rồi các bạn. Rồi đừng nói tin quả hôm nay hủy hết đây anh em. Để Sanji NV Vin Smoke Sanji. Hệ sinh khí anh em, hệ sinh khí lộn cái xào tí, xào cái lộn đấy tí anh em, cái xào tí các bạn thông cảm. Anh em thông cảm tôi, cái tôi bị nổ cái xào các bạn. No qua lô này. Rồi, Ramato. Bút ghi. Rồi, qua hệ sinh khí anh em nha. Lộn lộn cái xào tí anh em. Cho cái xào cái lộn cái các bạn. Đây còn gần một tướng 10 sao nữa cơ. Rồi, nó cứ làm khó nhau này thôi anh em. Ai đâu ngoài khó khăn thế. Giờ ra lưng một anh Sanji Vinsmoke lên 10 sao các bạn. Xem nào. Thì Minh Vương Zelay đi anh em, 10 sao các bạn. Ok. Chả biết nào nhưng mà khởi đầu trận đấu nó rất là căng và thẳng rồi anh em. Nhưng mà khả năng win của team ta thì chắc chắn là các bạn biết rồi. Với team tôi thì dám ba nhân vật này thì ai này thì là gì các bạn. Junet win giờ mà.
rồi ulti đi, mình bạn ulti mình lại càng khoái. Ô quên, mình quên sắp ấy vào anh em. Chị đẹp, ui chị đẹp rơi chư vào các bạn. Ok bớt giỡn các bạn, vực thẳm mùa này căng đét đấy, đùa đâu anh em. Xem nào, cho rơi chư vào nữa thì may ráo cửa win các bạn, quên mất cho rơi chư vào anh em đó. Ui ôi em quên, toàn thanh niên yếu bóng gió thì cũng đúng thôi anh em, hẹo là cũng chuyện bình thường thôi. Rồi bạn win được ván hư ở đó cũng đạt yêu cầu, không có nhanh nhẹn và hệ minh mẫn trong đấu, trên có đội hình trong có tướng 10 sao trong đội hình các bạn. Từ từ gọi 10 sao, nếu như tôi nhớ không nhầm thì tướng ấy tôi mới nâng lên 10 sao đúng không? Bút đinh bể bơi nhưng mình đủ lên 10 sao, bữa mình chưa lâng anh em, để check xem nó đúng thì ok xem nào. Có phải không? Nếu tôi nhớ không nhầm thì bút đinh bể bơi hiện tại của nhà tôi là đủ lên 10 sao. Ok. Ở thì tối nay thì tưởng nối sự kiện nhưng mà không nối anh em, thì hình là sự kiện vực thẳm thì hiện tại anh em phải vào đại chiến. Thời gian clip thì cũng không còn dài, tôi thì vẫn làm clip hơn chục phút thôi xem cho thoải mái anh em, dài quá thì các bạn hãy người xem. Ok, ngày mai thì sẽ có clip full chiến vực thẳm cho anh em hay nhá. Clip tạm thời kết thúc đây đã, hẹn gặp anh em ở tiếp theo, giờ thì bye bye.